Ngày mai, mùng 7 tháng 7, trên 7.300 thí sinh của Lào Cai sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vậy ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai đã có những phương án nào để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham gia kỳ thi? Trao đổi của phóng viên thời sự với ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Dạ vâng thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID đang có diễn biến hết sức phức tạp và tại tỉnh Lào Cai thì đã xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vậy thì việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh được thực hiện như thế nào thưa ông? Ngay từ tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục là quản lý các thầy cô tham gia tổ chức thi và các em học sinh khối 12 không đi đến các vùng có dịch mà Bộ Y tế đã công bố và cũng hạn chế đi ra ngoài tỉnh. Thế và đã chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch. Nói chung là cái công tác chuẩn bị các cái điều kiện để tổ chức kỳ thi trong cái điều kiện diễn biến dịch như thế này đã được các địa phương rồi các cơ sở giáo dục đã chủ động. Vậy thì để kỳ thi tới được diễn ra an toàn và hiệu quả thì ngành giáo dục cũng như ban chỉ đạo có những cái kịch bản, phương án như thế nào để tổ chức thi ạ? Ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với ngành y tế để tham mưu ban hành phương án số 279 để đảm bảo công tác y tế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, tất cả những học sinh mà không thuộc diện F0, F1, F2 tiến hành thi bình thường vào cái đợt 1. Những học sinh thuộc diện F2 đã xong cái thời điểm cách ly. Thế thì Lào Cai của chúng ta thống kê thì tới ngày 6 tháng 7 có 60 học sinh diện F2 đã hoàn thành cái thời gian cách ly. Thì đối với những học sinh này, tỉnh đã chỉ đạo là tổ chức cho thí sinh dự thi bình thường, thi tại các phòng thi dự phòng của điểm thi chính thức. Vâng, vượt lên trên rất nhiều khó khăn như vậy thì ngành giáo dục cũng như là tỉnh Lào Cai sẽ có quyết tâm như thế nào trong kỳ thi này thưa ông? Tổ chức thi trong cái điều kiện dịch bệnh COVID phức tạp như thế này thì chắc chắn là nó rất nhiều vấn đề đặt ra. Ngành giáo dục quyết tâm cao để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp, phát huy những cách làm hiệu quả của những năm trước để chuẩn bị các cái điều kiện cho kỳ thi này một cách tốt nhất, làm sao để cho học sinh tất cả các địa phương ở trên địa bàn tỉnh là có thể tham dự kỳ thi một cách thuận lợi nhất. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.